đụng á. Lấy cho anh kèm nữa chứ. Dạ dạ. Phương biết á. Hình như bên Hồng Kông nó có cái thang máy dốc đứng luôn á, ai đi cũng phải khum lưng xuống hết. Hôm qua mua cái máy scan của dì bãi, bữa nay ba đi đặt nó rẻ hơn 300 ngàn. Chưa nhìn anh rồi đấy. Đây. Được không được? Không có nhắc nữa nha. Máy cho đi chụp được mà được thôi. Không có ánh đèn mà chụp lâu hết pin sợ luôn, xài đèn á. Pin nó bự quá mà. Trời bự thì mất điện rồi. Bây giờ đem gì Tết thôi. Tôi nãy mở này cùng đi nhà trước chưa. Sao nó đặc quá. Vậy. Chứ nó bên đây giờ nó mở riêng. Không, chứ nó chưa mở đây, không quá. À chưa mở. Ừ. Bây giờ nó có phòng rồi để giờ cho nó rút á. Ừ. Được. Này xuống xì bá nè. Kêu rộng rãi, gia đình. Gì vậy? Cái này là đốt đã luôn.
xíu. Còn ai nữa không? Còn cần còn Ti nữa. Còn ai nữa không? Ti, hỏi Ti lên rồi. Ti qua giờ. Qua giờ gì đó, Ti lên cái em sớm không cần. Đưa nàng chốt lớp nè. Cái này gì đó? Tay tay là tay người. Ti ăn xong rồi. Ti quên lịch chết. Em là ai nữa? Quên. Cái này gì đó? À, bây giờ đang về. Cơm chi? Mượn thứ đi, mượn gửi vào mượn thứ đi, cho lẹ đi. Chị, hai con thuyền mà. Đó là con bò theo, con quay. Thích bò đi. Mày bước lên đường nè, bữa nãy đi dây thanh dây. Cá. 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 Chung. Má ăn chung mà má thấy là được ăn. Má ăn được cái cá sống đồng. Ừ, cá sống đồng. Má ăn sushi được. Sushi hả? Sushi. Sushi là sôi đó. Nhưng mà sushi thì là sôi đó. Sôi luôn nước. Trong sushi nó trứng rồi, phải lượng trứng ăn gì vậy? Em còn cái gì kia đó. Hèn gà nó không có sushi của gà. Ông đi cái đó kêu gì cũng được. Còn những nào được. Bây giờ chắc kêu ba má gì vậy? Kêu má ăn mì không? Không kêu mì cho có mì được rồi. Mì nước coi. Cái này mì nước đúng không chị? Dạ. Thôi đi. Phương Phương lắc đổi chỗ hai cái này quay nè. Chị có ăn được sống đây nó được. Còn bên cái nào bên kia mình. Qua đây đi. Anh nói qua bạn. Chúng tôi đây nè. Chúng tôi tới đây. Cái ghế nè. Chúng tôi tới đây. Ghế này nội ngồi gần bước. Anh Kiếm đi nấu. Cho anh... Thì đợi bưng đồ ăn cái thịt tới luôn. Có tương kìa, có ớt kìa. Không, nó vừa ăn rồi. Dạ, có hai vậy, con mẹ nha. Này tưởng thịt bò mà cá ra. Ăn ớt không? Thôi bò, không cá rồi. Cô ngồi, nó ngồi. Nghĩ ngon rồi chứ. Tụi ớt. Mặn hả? Mặn. Không. Mặn hả? Vừa ăn này, ăn đi rồi. Ớt hả? Này. Ớt hả? Ớt hả? Ớt hả? Ớt hả? Sao mà cái chuyện làm gì vậy? Không thử rồi thật. Cái tương 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 thật. Mệt quá ha. Mời ghé giọng rè. Em quá cục mày. Cục gì vậy? Thôi, cay dữ lắm á. Có cay cũng đồng. Wasabi. Chắc thử coi. Wasabi. Wasabi. Wasabi giống. Như là cái bi gì vậy? Ăn cướp. Cá à. Tôi không ăn mà tôi ăn cái này. Cái gì giống như là một cái si. Ăn vô cắm ói nha. Cái giống như là một cái kim. Ủa, rút vô miệng mà sợ. Sợ nó vừa cay mà nó vừa cay. Cay thì anh thì sắp nhiều. Có đạp ngon. Ngon, có đạp nó vô sống ngon. Ê lụt. Thôi. Thế qua nè. Bút qua đây đi, bút qua đây. Bút đây. Rồi nào mà con ngân chích bên đây. Bút qua đây nha. Bút qua kia, ngân chích qua. Đây là ngay ghế nhà. Sao mình bỏ cái này. Anh Hào hồi đó anh đi Chiến Hạm ghé qua tới Nhật Bổn á. Em ta đãi ăn. Ta đãi ăn lát ra mà đè ổi hết. Mời con mắc cá. Cắm lại, cắm cả. Cay mà. Biết rồi mà. Bây giờ không có dám nuốt mà không dám nhả. Tính thở, tính thở. Ăn chưa quen, chưa quen. Cũng gan. Cay em đi ăn mũi luôn á. Các bạn cũng ăn hoài, các bạn mỗi lần ăn là vậy à? Cứ đặt quay nè thôi, ít ra cũng mắc, có sao bị thử ít thôi. Ăn được không? Được, sắp được không? Má ăn bắt được. Ăn ngon. Trời ơi, làm không món được kìa. Mặt cái đít con ăn cứng. Được đó là sushi đã ăn được ha. Cái này ăn được mạnh lắm. Con bể lắm. Ừ, con bể lắm. Không ăn đâu nội.
Đừng có ăn mì không nào. Không, tốc độ luôn. Hồi nãy có ba lái hả? Ừ. Là đi xe là đủ chưa? Cái này chứng cái gì? Ủa, làm đà hả? Tôi có hai lấy xe hơi. Xe hơi hả? Ừ, không có xe hơi. Chứng cái đỏ là kim. Gấp nữa. Mấy cái này là giả. Thôi hả? Nói đẩy con đi gừng được gừng không? Có gừng không phải cầm vô là. À, gừng nó ngon á. Gừng nó ngon á. Tình má ăn gừng lắm á. Làm mùi vị giống vậy thôi, trứng cá. Nãy đeo kiếm mới biết cái gì. Đau gừng đâu thấy. Có cá gừng cái cái gừng bật kế thì bảy cá ở trong đây cô ở đây cô đi đâu Nguyễn đâu biết gừng cái gì vậy mang cái đó thử qua trứng cá đó ơi, con lạnh trứng cá của cá gì phát đó bảy biết này dạ của như Nga Sô gừng cá pia Nga Sô gừng ấm bụng quốc gì vậy gừng cay chơi thọ là cá nãy con ăn đâu ở nhà con ăn kia rồi ăn cá chín không có món chín, có món chín mà kêu món chín nữa, món chín rồi có thằng nay lỏng rồi ngon không ăn đâu, không thằng lỏng dưới chưa mở đây mà nhớ kia đi vương là để ăn được hết hả con giống mình kim vậy đi nó nghe đây rồi nó kẹt cái nào nó viên. Bây giờ còn cái chỗ nào có đại hàng không? Có gì gì hả? Có ăn lẩu mà. Không ăn cái gì, muốn ăn cái gì làm chi vậy? Bữa nào đi ăn đại hàng luôn. Cái đồ gì? Đủ bộ luôn. Ăn thứ. Nè ăn nhai nè. Lúc có phải ăn gì? Thôi. Nhất cùng này cùng chơi. Chú ăn được không? Không. Chú ăn được không mà. Chú ăn ngồi ngay ghế mà. Này giống kìa. Cái gà kì nè ba. Gà. Thôi không ăn. Ba chín ba. Gà má. Không, không. Gà. Muốn ăn này dữ lắm. Ăn không nổi luôn á. Tốt rồi. Đồ chín. Đồ chín. Đồ chín. Mực. Mực. Quán đồ sống ra được hả? Này ăn sắm hả? Không. Mà được. Phải nhắm mắt thì ăn nãy giờ ăn đại cái gì nữa. Phải ăn được đúng không? Không, cái gì mình không nói thì quả ăn được. À, không nói đâu. Ừ. Nói sợ không ăn được. Xôi với gì chẳng không biết. Hả? Này xôi quá. Cơm. 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 Tôm lần bột hả? Dạ. Tôm lần bột chấm với cái súp mỗi đèn ba á. Chấm đẹp luôn. À, ngăn ăn theo, thử đi con. Thử đi, chứ đó. Ăn đi con. Ăn đi. Chỉ cho em thêm một phần kiếm lắm. Dạ. Nào biết ăn thì kêu. Tôm biển à, tôm biển là tao. Ủa, má ha đây. Tôm. Đây là tôm gì vậy? Tôm chấm trước rồi, tôm sót á, tôm sót á, tôm sót á. Dạ, xong quá. Nóng thôi, đừng nóng nha. Chán à. Ờ. Nó nóng cái gì rồi. Cái bài bụng luôn trời. Ví dụ vậy à. Ờ mày biết cái làm không có dở. Hay cả giờ cũng như cả. Thôi mở mắt dở. Để nó không khác. Chấm tôm vô chấm tôm. Món ăn gì còn cái gì mày nó bao lâu rồi giá cái gì cái gì mày á giá bây giờ chỉ có cái mực quá cái mấy cái mực cái mấy cái bên sau thì chấm cái gì đó cái sốt của nó không cái sốt cái nước này là chấm này cá con đó dạ dạ cái là cá nào có nhiều thứ mày giờ mày qua không? Để cái này vô. Trời ơi, dưới là bộ đánh tẹo quá hả? Rồi bỏ thấy cái gì đó. Cái này cắm thịt ủa biết thịt heo giống cái sói này là kia không phải không phải nó có để chung quá nó dễ dĩ này đưa ra đó vậy sao mà ngon
nhiều lắm rồi. Giống niệm tàu á, đủ thứ món. Dặm nhìn chung, nhìn chung. Dìm sung của tàu ăn hấp dẫn hơn mà. Trời ơi, Tiên Kim ca một bản ông nội đang quay phim nè. Ca một bản thì ông nội đang quay phim nè. Thôi không dính lên, không dính đi, không dính lên. Mắc cổ kìa. Gom đi sắp bộ mà ăn. Thôi hỏi chị Kim ca với bố kìa. Cơm nó dẻo dẻo. Dẻo. Thử giống luôn.